tiên cho phép cô Hà được gửi tới toàn thể quý vị phụ huynh lời chào và chính thức sức khỏe. Và cô Hà xin được gửi chào tới tất cả các con. Chúc các con sẽ có một sức khỏe thật tốt và sẽ có một tinh thần sắt đá để chúng ta sẵn sàng cho giai đoạn sắp tới trong giai đoạn ôn thi vào 6. Và cũng đáp ứng được những mong mỏi, nguyện vọng của các con, thì ngày hôm nay thì cô Hà xin phép được chia sẻ với các con một số những cái nội dung mà nó đang là những cái thứ mà chúng ta đang rất là lăn tăn trong cái quá trình ôn luyện vào 6 chất lượng cao. Và chắc chắn rồi, năm nay sẽ là một cái năm lòng cốt, đúng không nào? Là một cái năm mà cả bố mẹ và cả các con đều rất là vất vả. Vậy thì chúng mình cần phải sử dụng nhiều thời gian của mình hơn nữa cho việc học tập, cần phải tập trung hơn nữa và xoáy sâu vào những cái phần mà chúng ta cần phải focus, cần phải trọng tâm, để chúng ta sẽ có một cái kỳ nghỉ hè thật là tuyệt vời, đúng không? Bổ ích và ý nghĩa. Thế thì các con sẽ đặt ra một cái câu hỏi, đó là làm thế nào để chúng ta có thể ôn tập được một cách hiệu quả nhất trong một cái khoảng thời gian nhất định. Đó, tất cả các bạn đều ôn tập đúng không? Nhưng mà chúng ta sẽ tránh cái việc là phải lan man ôn tập như thế nào, và ôn tập nó hơi lãng phí thời gian, hoặc là mình ôn tập vào những cái nội dung mà nó không chưa thực sự cần thiết cho cái việc ôn thi. Đó thì đấy là câu hỏi mà cô Hà nhận được từ rất là nhiều bạn. Vậy thì ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng làm rõ với nhau xem là nội dung kiến thức nào là nội dung kiến thức mà chúng ta cần phải tập trung vào, và cái khoảng thời gian chúng ta dành cho nó sẽ là bao nhiêu để chúng ta đạt được một cái hiệu quả tốt nhất, không chỉ với môn tiếng Anh mà môn toán và môn tiếng Việt cũng như vậy. Và buổi chia sẻ ngày hôm nay thì cô Hà sẽ tập trung vào ba cái nội dung lớn. Nội dung đầu tiên mà cô Hà muốn hướng tới cho các con, đó là chúng mình cùng xây dựng một lộ trình ôn tập. Lộ trình ôn tập ở đây là gì? Là cái kế hoạch mà chúng ta đặt ra, cái kế hoạch đặt ra phân bổ thời gian và ôn tập như thế nào để cho nó hiệu quả. Thứ hai đó là các dạng bài và các lỗi sai thường gặp. Các dạng bài ở đây là sẽ những dạng bài mà chúng ta gặp trong đề thi vào 6 ở một số trường chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội. Và những cái lỗi sai mà chúng ta thường gặp thì có thể kể tên rất là nhiều, rất là đơn giản thôi, rất là nhiều. Nhưng mà chúng mình sẽ đi chi tiết vào xem từng lỗi sai đó là các con gặp ở cái vấn đề là ở chỗ nào và cách để xử lý nó ra làm sao. Vậy thì mình sẽ có kinh nghiệm để mình giải đề, luyện đề, và chúng mình có thể có kinh nghiệm hơn trong cái quá trình mình đi thi và làm bài thi. Cuối cùng sẽ là phương pháp giải đề hiệu quả. Phương pháp giải đề, hoặc nói đó là một cách nói nó mang tính chất chi tiết một chút, nhưng mà ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái phương pháp giải một số các dạng bài tập cơ bản. Thì mỗi một dạng bài sẽ có những cái mẹo chúng ta cũng cùng nhau chia sẻ, và cô hy vọng rằng là những cái chia sẻ của cô sẽ rất là hữu ích cho các con và sẽ giúp cho các con có một cái kết quả ôn tập và cái hiệu quả, đạt hiệu quả nhất trong cái thời gian sắp tới. Vậy thì mình vào với phần đầu tiên, đó là về lộ trình. Rồi, với rất nhiều đơn vị hoặc với rất là nhiều trung tâm, các con đã được nghe về cái lộ trình cơ bản, đó là lộ trình 3 bước. Có thể một số đơn vị sẽ là lộ trình 5 bước, nhưng mà cô Hoàng nghĩ rằng 3 bước là cái lộ trình mà lý tưởng nhất cho chúng ta trong giai đoạn ôn thi như thế này. Đó sẽ là giai đoạn đầu tiên là chúng ta phải học lý thuyết, toàn bộ lý thuyết. Toàn bộ lý thuyết thì nó rơi vào khoảng tầm 4 đến 5 tháng. Giai đoạn này thì tùy thuộc vào mỗi một bạn. Bởi vì là cái khả năng hấp thụ của các bạn và sức khỏe của các bạn đến đâu thì các bạn sẽ ôn tập được đến đó. Nhưng mà chúng ta không nên kéo dài quá và cũng không nên đốt cháy giai đoạn. Có một số bạn thì sẽ lược bỏ cái giai đoạn này và các bạn thử sức của mình luôn với những đề thi, đề kiểm tra của đề thi của các trường vào những năm trước. Thì nếu như mà mình chưa trang bị được cho bản thân mình một cái khối lượng kiến thức lý thuyết cơ bản, chưa sẵn sàng mà mình lại tự luyện một cái đề mới, thì tự nhiên mình cảm thấy rất là confused với cái đề đó, nó rất là uncomplicated, thì nó hơi khó một chút, và rất là nhiều phần kiến thức mà chúng mình không được học ở trên lớp, rất là nhiều phần kiến thức không được học trong chương trình cơ bản đâu. Chính vì vậy là cái bước này có thể là cái bước mà rất là nhiều bạn đang chủ quan. Đó, vậy thì trong quá trình mà chúng mình học lý thuyết ở trong giai đoạn này là chúng ta phải nắm được toàn bộ kiến thức cơ bản, kiến thức ở đây kể cả ngữ pháp, kể cả về từ vựng và kể cả về phát âm. Và chúng ta sẽ tập trung vào nội dung kiến thức cơ bản của chương trình tiếng Anh lớp 5. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ phải dành một chút thời gian ở cái giai đoạn, có thể xen kẽ vào trong cái thời gian này hoặc là sau đó, để ôn tập lại kiến thức của lớp 3 và lớp 4. Như vậy cô Hà đang định hướng cho các con là thời gian dài nhất, muộn nhất, chậm nhất đó là 5 tháng chúng ta phải hoàn thành được chương trình này. Nếu như đối với những bạn mà bắt đầu học ôn từ tầm tháng 9 thì chúng ta sẽ phải kết thúc nó khoảng tầm tháng 12 đến tháng 1, đúng không nào? Sau đó chuyển sang giai đoạn thứ hai, đó là giai đoạn ôn chuyên đề, ngữ pháp và chuyên sâu. Thì giai đoạn này đang đặt ra mục tiêu đó là khoảng tầm 2 tháng.
Bởi vì trong giai đoạn chúng ta học lý thuyết thì chúng ta đã được tiếp cận với những cái grammar point, đúng không nào? Và với mỗi một chủ đề thì chúng ta sẽ có một khối lượng từ vựng nhất định rồi, những cái yêu cầu về pronunciation, đúng không nào? Vậy thì phần này là phần chúng ta đi sâu vào, chúng ta bổ sâu vào những cái chuyên đề đó, lấy toàn bộ kiến thức lý thuyết mà đã học để áp nó vào đây. Chính vì vậy mục tiêu của chúng ta chỉ là trong 2 tháng chúng ta phải đào sâu được và nắm hết được những cái chuyên đề cơ bản, những chuyên đề thường gặp mà trong cái đề thi vào 6 xuất hiện. Và cuối cùng sẽ là giai đoạn luyện đề. Giai đoạn luyện đề sẽ là một cái giai đoạn vất vả nhất cho các con. Và cô hy vọng rằng là ở 2 giai đoạn này các con sẽ trang bị được hoàn toàn, trang bị được chắc cái phần kiến thức của mình, thì như vậy chúng mình sẽ không cần phải ôn tập lại, và khi đi vào giai đoạn luyện đề là chúng ta chỉ tập trung vào việc luyện đề thôi. Và việc luyện đề sẽ diễn ra thông thường thì các bạn sẽ cần phải làm khoảng tầm 2-3 ngày một đề. Và sau khi mà mình luyện đề xong thì mình cũng phải check xem là mình đúng hay sai ở chỗ nào, và sai thì sửa như thế nào. Việc đó nó sẽ giúp cho các con là hiệu quả cải thiện ngày ngày sau mỗi ngày đấy. Người ta gọi là day by day. Ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem tại giai đoạn đầu tiên thì các con cần cái gì. Cô Hà có thể chia sẻ một vài những cái nội dung lớn cho các con nè. Đó là giai đoạn các con học lý thuyết cơ bản. Chúng ta sẽ cùng vào với giai đoạn đầu tiên, đó là giai đoạn về ôn tập lý thuyết cơ bản, học lý thuyết cơ bản. Vậy thì chúng ta cần phải phân ra, nó sẽ bao gồm 3 cái mảng lớn. Mảng thứ nhất đó là vocabulary, mảng thứ hai là pronunciation và mảng thứ ba là grammar. Thì bản thân ở trong mỗi một unit hoặc mỗi một chủ đề, một topics của chúng ta, nó sẽ bao hàm cả 3 cái yếu tố này luôn. Thế nhưng mà việc chúng ta bóc tách nó ra để làm sao để chúng ta tập trung vào từng một cái chuyên đề nhỏ, một cái nội dung nhỏ nó hiệu quả hơn. Vậy thì với phần vocab thì chúng ta sẽ cần học những cái gì? Cô Hà đã tổng hợp những nội dung cơ bản về từ vựng mà chúng ta cần phải nắm được. Đây là cái giai đoạn mà sau khi chúng ta đã học hết được cái chương trình cơ bản của tiếng Anh lớp 5 nhé. Vậy thì chương trình tiếng Anh từ lớp 3, lớp 4 và lớp 5 thì người ta sẽ phân theo nhiều cái chủ đề khác nhau. Bây giờ mình sẽ co gọn nó vào. Chủ đề đầu tiên đó là chủ đề về family. Thì ở đây chúng ta có thể nói rằng là ví dụ như là bây giờ những cái từ mới về các thành viên trong gia đình và nghề nghiệp của họ này, đúng không? Hoặc là khi mà chúng ta muốn miêu tả một cái gì đó ở trong cái địa phận của gia đình ra, hoặc phòng, hoặc là cái không gian, đúng không? Thì đó, tất cả những đó đều liên quan đến chủ đề đầu tiên. Hoặc là các mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình nữa, đúng không? Thứ hai đó là food and drink. Về cái chủ đề là đồ ăn đồ uống ấy, thì chúng ta thấy rằng xuất hiện rất là nhiều những cái từ liên quan đến những món ăn, những cái đồ loại đồ uống hàng ngày mà chúng ta gặp, và đôi khi người ta sẽ có những cái thông tin về cái cách làm, cách chế biến hoặc nguyên liệu, vậy chúng ta cần phải nắm được một cách cơ bản nhất. Tiếp theo chính là household appliance. Thì đây là những cái gọi là những cái đồ dùng hoặc là trang thiết bị, hoặc là cái đồ gọi là cái trang thiết bị trong gia đình ấy. Ví dụ như là cái máy giặt, cái lò sưởi, hay là các loại thiết bị tivi hoặc đài các kiểu. Thì những cái thứ đó người ta sẽ xếp vào đây. Thì chúng ta cũng cần phải nắm được tên gọi, cách chúng ta định nghĩa về nó nhé. Thứ ba đó là thứ tư đó sẽ là clothes and accessory. Thì đây là những cái gì? Đây là những cái về trang phục và những cái phụ kiện đi kèm với trang phục. Vậy thì khi mà chúng mình muốn nói về một cái traditional festival hoặc là một cái traditional costume thì chúng mình phải nắm được những cái từ mới liên quan đến quần áo, váy vóc hoặc là các thể loại màu, đúng không? Thì chúng ta mới làm được cái phần này. Chủ đề tiếp theo của chúng ta sẽ là jobs, nghề nghiệp. Vậy thì khi mà muốn nói về một nghề nghiệp, đầu tiên là các con phải nắm được các cái từ mới nói về các nghề nghiệp đã, đúng chưa? Sau khi chúng ta nắm được từ mới về nghề, tên về nghiệp rồi thì chúng ta phải biết xem là cái nghề đó nó có cái đặc điểm như thế nào. Bởi vì đôi khi rằng người ta sẽ yêu cầu các con là phải định nghĩa một cái nghề hoặc một cái tên, một cái từ nào đó. Thì nó liên quan đến nghề nghiệp, chúng ta phải hiểu được bản chất thì chúng ta mới diễn đạt được bằng cái ý của chúng ta, bằng những cái từ mới của chúng ta. Và một chủ đề mà chúng ta không thể bỏ qua đó là place. Đây là về địa điểm, hoặc là mình có thể nói rằng là danh lam thắng cảnh cũng bao gồm trong cái này. Ví dụ như là bây giờ mình muốn nói về một chuyến đi của mình, đúng không? Một chuyến đi, một kỳ nghỉ thì nó sẽ liên quan đến các cái từ, ví dụ như về khách sạn, về nhà hàng. Đó, thì tất cả những cái từ này nó cũng liên quan đến place. Hoặc là một số những cái địa điểm nổi tiếng, vài địa danh nổi tiếng ở Hà Nội chẳng hạn, hoặc ở trên thế giới, ở Việt Nam. Tiếp theo đó là countries and nationalities. Thực ra cái này thì các con sẽ được học từ ít nhất là từ lớp 4 rồi. Và rất là nhiều bạn vẫn còn hay nhầm ở chỗ này, thì cô Hoài hy vọng là các con phải xem lại và không còn nhầm lẫn nữa.
khi mà chúng ta sẽ có những cấu trúc hỏi về countries và có những cấu trúc hỏi về nationalities. Và với mỗi một từ về tên nước và tên quốc tịch thì thông thường nó sẽ có sự liên quan đến nhau. Cách thêm từ như thế nào để trở thành từ tên nước trở thành tên quốc tịch thì cái đó các con còn phải nắm được nhé. Và cuối cùng sẽ là animals and environment. À, đây là một cái chủ đề rất là hay, đó là về chủ đề về động vật và những cái môi trường sống xung quanh chúng ta. Thì cái này nó sẽ liên quan đến cả kiến thức khoa học của các con nữa, nhưng mà cái khối lượng từ vựng thì nó cũng tương đối là nhiều. Vậy thì cô Hà hy vọng rằng với cái phần đầu tiên là phần vocab đã phân chia rất là rõ ràng như vậy rồi, thì các con sẽ có một cách tổng hợp lại theo chủ đề, theo topics, và các con sẽ có một khối lượng từ mới nhất định để chúng ta có thể ôn tập chắc ở cái giai đoạn luyện đề. Với nội dung thứ hai đó là phần pronunciation thì chúng ta đã được các thầy cô hướng dẫn và chúng ta cũng sẽ được học ở các trung tâm rồi đúng không nào? Ngay cả những khóa học ở trên học mãi thì chúng ta cũng đã được các thầy cô hướng dẫn rất là nhiều về pronunciation. Chúng ta tập trung vào những cụm sau. Thứ nhất là cái cụm S và ES. S và ES ở đây nó sẽ xuất hiện với những động từ ngôi thứ ba số ít ở thì hiện tại, hoặc đó là những cái danh từ chuyển từ số nhiều à, số ít sang số nhiều. Vậy cách phát âm của nó như thế nào? Đây sẽ là phần bài tập liên quan đến dạng từ, bài tập từ vựng rất là nhiều đấy nhé. Thứ hai là cách ED, phát âm của ED, cách thêm bớt ED như thế nào và cách đọc của âm ED có ba cách ở trong quá khứ như thế nào. Tiếp theo sẽ là những vowels và consonant. Đây là những cặp nguyên âm và phụ âm đôi. Thì một số trường hợp những cặp khi đi với nhau thì nó sẽ biến tướng, nó sẽ thành trở thành một cái phát âm khác so với bình thường, chúng mình phải nắm được. Và cuối cùng sẽ là strats, là những cái cách đánh dấu trọng âm. Thì về cơ bản thì chúng ta sẽ được học là cái nhóm danh từ và động từ có 2 âm tiết. Thế nhưng đề thi của chúng ta sẽ rộng hơn rất là nhiều, sẽ có những từ 3, 4 âm tiết mà chúng ta cũng cần phải nắm được. Vậy thì chúng ta sẽ cần tập trung và sẽ cần phải nghiên cứu thêm về nội dung này kỹ hơn, nhiều hơn nhé. Đây là những cái phần mà chúng ta rất dễ hay bị mất điểm đấy, các con hết sức lưu ý. Đến cái phần nội dung ngữ pháp, thì nội dung ngữ pháp thì cô Hà chỉ tổng hợp một số những cái key point, grammar point mà chúng ta thường gặp trong cái đề thi. Thì đầu tiên sẽ là pronouns and nouns. Đây là loại đại từ và danh từ. Trước hết nói về đại từ thì chúng ta sẽ có các đại từ khác nhau, ví dụ đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu. Sau đi kèm với nó là tính từ sở hữu, đúng không? Hoặc sở hữu cách. Thì những cái đó chúng ta đều cần phải nắm được và phân biệt sự khác biệt giữa nó cũng như là cách sử dụng. Khi mà đặt vào một câu thì chúng ta sẽ không còn bị lỗi, không bị nhầm nữa. Thứ hai là danh từ. À, danh từ thì ở đây nó chỉ đơn thuần là danh từ, nhưng chúng ta cần phải hiểu rộng hơn, đó là khi các con phân biệt được đâu là danh từ, loại từ nào là từ danh từ, thứ nào là động từ, thứ nào là tính từ hoặc trạng từ thì nó liên quan đến cái nhóm thứ hai. Đó là nhóm adjectives and adverbs. Adjectives and adverbs là một cái sự nhầm lẫn thường gặp ở hầu hết tất cả các con. À, ví dụ như adjective là tính từ chẳng hạn. Còn adverb là trạng từ thì về nguyên tắc nó sẽ có một cái mối tương giao khi mà hình thành giữa hai cái loại từ này. Nhưng chúng ta phải nắm được cơ bản là nguyên tắc là với những từ mà kết thúc bằng ly thì nó sẽ là hình thức mà chuyển từ adjective thêm ly để thành adverb. Đấy là nguyên tắc cơ bản. Ví dụ như vậy. Ngoài ra thì các con còn phải nắm được ED adjective và ing adjective cũng như là adjective order. Cái phần adjective order nó khá là khó bởi vì rất là nhiều những cái từ chỉ trạng thái đặc điểm của sự vật hiện tượng mà chúng ta sẽ không phân biệt được nó thuộc cái nhóm nào. Ngoài cái việc chúng ta phải nhớ được công thức rồi thì chúng ta cần phải lấy rất là nhiều ví dụ để chúng ta nắm được xem là những cái từ đó thuộc cái nhóm nào thì chúng ta mới sắp xếp được vào câu một cách hoàn chỉnh nhất, một cách tốt nhất. Và chúng ta cũng đã được học về comparison. À, đây là gì nhỉ? Đây là so sánh hơn. Vậy thì so sánh hơn thì chúng ta sẽ phải học cấu trúc câu của nó như thế nào, và khi sử dụng thì các động từ ở trong câu chia như thế nào, hoặc là adjective hoặc là adverb ở trong câu đó nó phải có cái hình thức tồn tại như thế nào, các con cần phải nắm được nhá. Tiếp theo sẽ là preposition, một số giới từ. Vậy chúng ta cần phải nắm được một số giới từ cơ bản, ví dụ on, at, in là về địa điểm như thế nào này, rồi là về thời gian. Khi nói về thời gian thì chúng ta cũng có giới từ là on, at, in đó. Thì những cái giới từ cơ bản vậy mình phải phân biệt được khi nào dùng, dùng với danh từ như thế nào, đúng không? Tiếp theo sẽ là articles. Articles ở đây chúng ta nghiên cứu về and và the. Thì với danh từ chung, danh từ riêng, danh từ số ít, danh từ số nhiều, khi nào chúng ta dùng khi nào chúng ta dùng and và khi nào chúng ta dùng the. Đấy cũng là một câu hỏi khá là khó và dễ nhầm lẫn, các con cần phải ôn tập kỹ.
Trước khi mà đi vào cái tập tenses thì cô Hà nói trước về cái conditional sentences. Thì chúng ta chưa được học những cấu trúc conditional phức tạp mà chúng ta chỉ học một cái cấu trúc đơn giản, đó là câu điều kiện có thật thôi. Chính vì vậy mà một thì nó ở hiện tại, một thì ở tương lai, thì đây là cái câu khá là đơn giản rồi. Và khi nào thấy xuất hiện câu điều kiện thì đó là cái câu mà có if, đúng không? Đấy, cái dấu hiệu của nó rất là đơn giản rồi. Thế còn cô Hà quay lại với tenses. Thì ở thì chương trình tiếng Anh từ lớp 3 đến lớp 5 chúng ta sẽ được học cơ bản là thì hiện tại đơn này, thì quá khứ đơn, thì tương lai đơn, thì tương lai gần, thì hiện tại hoàn thành, đúng không? Đó thì mấy cái thì cơ bản là chúng ta cần phải nắm được cái gì? Với mỗi một thì các con cần phải nắm được, thứ nhất đó là cấu trúc, các câu khẳng định, phủ định, nghi vấn. Thứ hai đó là cách sử dụng, cách sử dụng rất là quan trọng này. Cách sử dụng có những thì nó có 5-6 cách sử dụng cơ, nhưng mình phải nắm được, mình hiểu được cái bản chất của nó để mình biết xem là cái cách sử dụng chủ đạo nhất của nó là gì. Ví dụ thì hiện tại đơn sẽ miêu tả những cái hành động mà chung chung nói về hiện tại mà nó không có một cái mốc thời gian cụ thể, đúng không? Hoặc là những cái gì đó nó là cái sự thật luôn luôn thật, luôn luôn thể hiện bản chất của sự vật, sự việc, hiện tượng hoặc con người, hoặc nó mô tả về đặc điểm của con người, mô tả về đặc điểm của sự vật, hiện tượng đó, thì mình phải nắm được cái cách sử dụng của từng thì một nhá. Và cái điều quan trọng đó là gì? Đó là những lưu ý cũng như là những dấu hiệu của thì. Cái phần này cực kỳ quan trọng luôn. Bởi vì có những cái câu ngữ pháp mà các con không cần phải quan tâm đến những cái từ khác. Các con chỉ cần nhìn thấy cái keys, cái phần dấu hiệu thôi, các con đã biết là chia động từ ở thì nào rồi. Thì cái phần dấu hiệu hoặc là phần lưu ý thì các con nắm được là cái điều cực kỳ là tốt. Và cô Hà rất là kích thích các con trong cái việc mà học về dấu hiệu của các thì hoặc là các cái grammar points khác nữa. Rồi, thì đây chính là cái phần nội dung đầu tiên mà chúng ta cần phải nắm được, đó là toàn bộ những cái nội dung mà chúng ta cần phải học trong giai đoạn đầu tiên, trong 4 đến 5 tháng đầu tiên, khá là nhiều đúng không nào? Nhưng mà nói nhiều vậy thôi chứ các con mà tổng hợp lại thì nó cũng sẽ không không quá là phức tạp đâu, và chúng mình học theo chủ đề, học theo chuyên đề, rồi học theo từng mảng một thì rất là nhanh và rất là hiệu quả nhé. Ok, và tiếp theo chúng ta sẽ cùng nghiên cứu về một nội dung nữa, đó là về conditional sentences. Và các con nhớ rằng là ở trong cái chương trình tiếng Anh lớp 5 thì chúng mình chưa cần phải học đến những cái dạng câu điều kiện khó phức tạp, mà chúng ta sẽ được nghiên cứu cái dạng câu điều kiện rất là đơn giản thôi, đó là câu điều kiện có thật. Và cấu trúc của nó rất là đơn giản, cứ thấy xuất hiện có if, có một động từ chia ở thì hiện tại, động từ chia ở thì tương lai, thì đấy là câu câu điều kiện có thật. Vậy thì chúng mình cần phải nắm được cấu trúc cho cô về cấu trúc câu này nhé. Tiếp theo là một cái phần mà cũng gây nhầm lẫn rất là nhiều, các con cần phải ôn tập kỹ, đó là WH words, và nó liên quan đến những WH words questions thường xuyên xuất hiện và hầu hết như là ở trong phần bài đọc của chúng ta, phần reading nó sẽ xuất hiện cái dạng câu này. Đó là phần để cho trả lời câu hỏi đấy. Vậy thì chúng ta cần phải nhớ được, xong chúng ta sẽ có 6 hoặc là 7 tùy theo những đơn vị bài học, từng từng đơn vị sách người ta sẽ viết ra, mình sẽ có 6 hoặc là 7 WH words. Đúng không? Và lưu ý rằng từ how cũng đặt trong cái nhóm này nhá. Chúng ta phải hiểu được rằng mỗi một từ đó thì nó sẽ có ý nghĩa là như thế nào, và khi thấy xuất hiện từ hỏi đó thì trong câu trả lời chúng ta sẽ xuất hiện những cụm từ như thế nào, có đặc điểm như thế nào, chúng ta cần phải nắm được. Đây là cái phần xuất hiện rất nhiều và dễ gây nhầm lẫn. Cô cần các con phải hết sức tập trung và cũng phải học rất là sâu cái kiến thức này. Cuối cùng sẽ là các kiến thức về the tenses, là về thì đúng không? Chúng ta không học quá là nhiều thì đâu, rất là đơn giản thôi, đó là thì hiện tại đơn, thì quá khứ đơn, thì tương lai đơn giản, thì tương lai gần, tương lai quá khứ, hiện tại hoàn thành nữa. Vậy thì những cái thì này nó sẽ có những cái đặc trưng riêng, và bất cứ mà khi các con học về một thì nào đó trong tiếng Anh, ba cái điều chúng ta cần phải nhớ. Thứ nhất, đó là về cấu trúc. Cấu trúc câu chúng ta phải xác định được là cái đặc điểm của nó là động từ. Quan trọng nhất là động từ nó sẽ chia như thế nào. Đó chính là cái phần key của các cấu trúc trong các thì trong tiếng Anh. Thứ hai, ngoài ra thì chúng ta sẽ phần phải nắm được xem là một cái cấu trúc nó sẽ tồn tại ở dạng câu khẳng định, câu phủ định và câu nghi vấn sẽ như thế nào. Và khi người ta ghép vào với từ WH words, nó sẽ có cấu trúc ra làm sao và cách trả lời như thế nào. Các con cần phải nắm được. Thứ hai là cách sử dụng của các thì. Cách sử dụng là một cái điều rất là khó, nhiều khi nó sẽ khó phân biệt. Thế nhưng mà mình cứ làm nhiều ví dụ thì mình sẽ nhớ thôi. Ví dụ như là ở thì hiện tại đơn thì thông thường người ta sẽ nói về một cái gì đó nó xảy ra ở trong một khoảng thời gian hiện tại và nó không có một cái mốc thời gian xác định nào đó, hoặc là nó nói về những cái sự điều
đúng, luôn luôn đúng một sự thật hiển nhiên, hoặc khi mình muốn mô tả về một cái sự vật, sự việc, hiện tượng con người gì đó thì người ta cũng đều dùng thì hiện tại đơn hết. Chính vì vậy mà chúng ta nắm được cái cơ bản cách sử dụng của từng thì, sau đó thì chúng ta làm ví dụ chúng ta sẽ phân biệt được nó. Và cái điều hết sức quan trọng ở mỗi một thì đó là phải cái lưu ý cũng như là dấu hiệu. Thì cô Hà đặc biệt lưu ý với các con khi mà các con học về thì phải nắm được dấu hiệu hoặc những cụm từ xuất hiện ở trong từng thì. Ví dụ như là thì hiện tại thì sẽ có các trạng từ tần suất như usually, often, or sometimes, or never, đúng không? Và quá khứ thì sẽ có cái cụm từ ví dụ như yesterday, or few years ago, few weeks ago, some different words like that. Và chúng ta nhớ được những cụm từ đó thì khi mà trong quá trình làm bài có những câu hỏi chúng ta không cần phải tìm hiểu nghĩa sâu của nó hoặc là tìm hiểu trách nghĩa của từ này từ kia, nhìn thấy cụm một cái chúng ta sẽ chia được động từ luôn nhá. Đó là toàn bộ những phần kiến thức ngữ pháp. Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ sang cái phần thứ hai của buổi chia sẻ ngày hôm nay, đó là cô Hà sẽ chia sẻ với các bạn, các con về các dạng bài và các lỗi sai mà chúng ta thường gặp. Vậy thì các bài mà chúng ta thường gặp đó là các dạng bài tập xuất hiện ở trong đề thi vào 6 của các trường chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội. Về cơ bản thì nó có khoảng tầm 90 cái dạng bài thôi, nó không nhiều quá đâu. Mình ôn tập tập trung thì cũng không vấn đề gì cả. Thứ hai sẽ là lỗi sai và cách mà chúng ta sẽ xử lý những cái lỗi sai đó như thế nào, thì cô Hà sẽ có cái hướng cho các con. Đầu tiên sẽ là các dạng bài. Nào chúng mình hãy cùng theo dõi lên đây. Chúng mình thấy rằng là ở cái phần các dạng bài tập thì chúng ta đầu tiên bao giờ cũng sẽ là cái phần phonics. Ở dạng bài phonics thì nó sẽ xuất hiện một số các cái nhóm bài khác nhau, ví dụ như là dạng tìm từ khác mà có cách phát âm chẳng hạn này, có cách phát âm khác, có cái trọng âm khác, hoặc là khác nhóm về mặt nghĩa đó, thì toàn bộ những cái phần đó người ta vẫn xếp nó vào chung một cái dạng phonics, và thông thường nó sẽ rơi vào cái phần bài tập đầu tiên trong cái đề thi của chúng ta. Vậy thì cái dạng bài này chắc chắn là chúng mình phải học rất là kỹ về từ mới rồi, đúng không? Học từ mới thì mới làm được bài này, chứ nếu không học là các con mất luôn điểm của bài này luôn đấy. Thứ hai đó là definition. Thì tùy từng trường, không phải tất cả các trường chất lượng cao đều ra đề với cái phần nội dung thứ hai này, nhưng mà đây là một cái phần nội dung cũng khá là khó mà rất là hay bị confuse, các con dễ gây nhầm lẫn. Đây là cái phần định nghĩa của một cái từ nào đó, có thể rằng họ sẽ cho theo hai hướng, cho từ gốc và chúng mình phải đưa ra định nghĩa, hoặc là người ta đã có định nghĩa rồi chúng mình phải đi tìm xem từ đó là từ gì. Hoặc có thể đơn giản hơn đó là người ta sẽ có một cái list các cái định nghĩa và các cái từ mình phải ghép vào với nhau. Thì nếu như vậy thì đơn giản hơn rất là nhiều rồi, đúng không? Đấy. Và cái dạng bài thứ ba là dạng bài gì? Choose the correct answers. Thì ở đây cô Hà nói chung chung là cái dạng bài chọn đáp án đúng. Vậy chọn đáp án đúng ở đây có rất là nhiều khả năng xảy ra. Ví dụ như có thể là người ta sẽ cho một vài câu này, sau đó mỗi một câu đó sẽ có những đáp án A, B, C, D và chúng ta tìm xem đáp án nào là đáp án phù hợp. Hoặc cũng có thể rơi vào trường hợp là người ta sẽ có một vài từ và sắp xếp thành các cái câu rồi, có một số câu khác nhau A, B, C hoặc là D, thì mình chọn xem trật tự của nó như thế nào là hợp lý và câu nào là câu đúng. Thì đây chính là cái dạng bài thứ ba. Tiếp theo sẽ là một dạng bài complete the sentences. Và complete the sentences and complete the paragraph thì hai dạng bài này hoàn toàn khác nhau nhá. Nếu như mà hoàn thành câu thôi thì nó sẽ khác. Hoàn thành câu thì có thể các con thấy rằng là sẽ có một cái dạng bài khi mà mình đưa ra một cái yêu cầu là bài sẽ có một câu này, sau đó mình sẽ có một cái hai cái vị trí trống nào đó ở trong câu, có thể người ta sẽ cho mình những từ cho sẵn để mình lựa chọn, nhưng hoặc là có thể những từ cho sẵn mình phải xếp nó vào một cái dạng từ đúng ở trong cái câu đó, hoặc cũng có thể người ta sẽ chưa cho mình một cái từ nào cả và mình phải nghĩ ra một cái từ nào để mình điền vào đó. Thì cái phần này chúng ta cần phải nắm chắc ngữ pháp rồi là điều chắc chắn rồi nhá. Với phần complete the paragraph thì cũng tương tự như phần với câu thôi, thì với đoạn người ta cũng có thể để trống những cái vị trí nhất định, người ta cũng có thể cho các con những gợi ý là bao gồm một cái vị trí A, à vị trí 1 này sẽ có 1, 2, 3, 4 word A, B, C, D, vị trí number 2 thì có A, B, C, D, ví dụ như vậy, thì chúng ta phải lựa chọn để khớp nó vào với cái đoạn để cho nó hợp ý nghĩa và hợp cái chức năng của cái từ. Tiếp theo sẽ là một cái dạng bài về gì? Find and correct the mistake. Đây cũng là một dạng bài phổ biến, nhưng mà chúng các con hay bị nhầm. Hay bị nhầm ở chỗ rằng là người ta hay cho cái kiểu là đánh lừa. Đó. Ví dụ như là vẫn là cái từ đó thôi, nhưng người ta thêm một chữ cái, hoặc là người ta có thể đặt đặt đảo nó vị trí nó đi một chút. Thì cái phần này mà mình không chắc ngữ pháp hoặc là mình không nắm được từ vựng là các con cũng dễ bị nhầm lắm đấy nhá.
Tiếp theo sẽ là phần reading. Thì với bài reading thì thông thường cô Hà thấy rằng sẽ có hai cái dạng cơ bản mà các con cần phải ôn này. Đó là khi mình làm bài reading có bài đọc và chúng ta cần phải check thông tin ở đó để check true, false, là một câu check sẽ đúng hoặc là sai. Vậy thì thông tin chúng ta cần phải hết sức lưu ý, bởi vì phần câu statement mà người ta đưa ra nó có thể sẽ liên quan đến bài đọc, có thể lấy trực tiếp từ đó luôn, nhưng cũng có thể phải suy luận hoặc cũng có thể theo cái ý của chúng ta. Vậy câu này là cái phần này là cái phần cũng phải lưu ý, check thật là kỹ thông tin. Ngoài ra thì chúng ta sẽ phần trả lời câu hỏi. Thì đây là cái phần mà cô Hà vừa nhắc các con khi nãy chúng ta liên quan đến cái phần về ôn tập grammar, đúng không? Chúng ta phải nắm được cái gì? Phải nắm được cấu trúc câu, nắm được thì đó, và nắm được WH words. Thì đây chính là phần mà đưa ra câu hỏi, đề bài đưa ra câu hỏi và sẽ liên quan đến những câu hỏi mở. Chúng ta lấy thông tin từ bài reading và chúng ta trả lời sang. Thì đây là một phần khá là khó ăn điểm đấy nhá, không phải đơn giản đâu. Bởi vì rằng là khi mà chúng ta đọc hiểu rồi, nếu như mà xuất hiện quá nhiều từ mới chúng ta không hiểu được thì chúng ta thậm chí còn còn đi đoán mò là check cái true false, chưa chưa nói rằng là việc đến đến cái việc mà chúng ta trả lời câu hỏi. Vậy thì ở đây cô Hà có một cái kinh nghiệm với các con, thì có thể lát nữa cô Hà sẽ chia sẻ thêm. Thế nhưng mà mình hết sức lưu ý vào cái phần bài này, rất là khó. Tiếp theo là write sentences and write paragraph. Thì với hai cái dạng bài này cũng là hai dạng bài khó, là hai dạng bài khó rất là khó ăn điểm, bởi vì không hề đơn giản một chút nào. Khi mà các con đã nắm được từ vựng rồi, các con đã nắm được ngữ pháp rồi, nhưng khi cái ngữ pháp đó mà đặt vào câu này nó thêm một yếu tố thôi thì mình đã bị confused và mình không biết nó là phải đưa ra một cái cấu trúc câu như thế nào. Và khó hơn nữa đó là từ cấu trúc câu chúng ta lại ghép vào để thành một cái đoạn. Đó, thì phần phần viết là phần cực kỳ là khó, phần cần phải dành nhiều thời gian hơn so với những nội dung khác để các con ôn luyện. Đó, thì viết câu thì đầu tiên cô Hà cũng lưu ý các con là phải nắm được cấu trúc ngữ pháp, nắm được từ vựng, nhá. Nắm được tất cả những cấu trúc ngữ pháp rồi thì với những từ mà người ta cho sẵn mình có thể ghép lại, ghép nhóm hai hoặc ba từ một thành một nhóm, sau đó thì mình sẽ có rút gọn cái số từ thành số nhóm, từ số nhóm thì mình sẽ suy ra được cái câu, nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Đó, thì nếu như bài khó hơn là bài viết đoạn thì người ta có thể đưa ra các con là viết về mô tả về một người bạn của con, hoặc là mô tả về một cái chuyến đi chơi chẳng hạn, hoặc là bạn so sánh cái này với cái kia, cuộc sống ở thành phố với cuộc sống ở nông thôn chẳng hạn, đúng không? Vậy thì với phần viết câu nó khó hơn ở chỗ là các con phải ghép được câu này, phải nghĩ được ra từ vựng này, đủ từ vựng, ghép được thành cấu trúc câu, sau đó các cấu trúc câu ghép nó vào thành một đoạn thì chúng ta sẽ phải có cái từ connector, tức là những cái từ nối. Nắm được những từ nối rồi thì chúng ta sẽ làm bài văn của mình nó hay hơn. Và nếu như mà viết cái đoạn này thì chúng ta sẽ cần phải đa dạng các nội dung ngữ pháp nhé. Ví dụ trong một đoạn của chúng ta, các con có thể sử dụng cả thì hiện tại tiếp diễn, cả thì tương lai gần. Đó, cho các mốc thời gian vào, rồi cho các từ nối vào thì cái bài văn nó mới hay được nhá. Rồi, thế thì sau khi mình biết được là những cái dạng bài mà chúng mình sẽ gặp trong đề thi vào 6 nó khó như thế rồi, thì chúng mình cần phải biết được là những cái lỗi sai nào là những lỗi sai mà các con thường gặp. Thì cô Hà đã liệt kê vào đây về cái lỗi sai. Lưu ý rằng là cô Hà trình bày cả tiếng Anh và tiếng Việt, bởi vì rằng là có một số phần liên quan đến phần yêu cầu bài tập thì nó phải là tiếng Anh thì nó mới dễ và nó mới sát với những cái đề của các con. Chính vậy cô Hà vẫn kết hợp cả hai nhé. Cái lỗi sai đầu tiên mà cô Hà muốn nhắc đến không chỉ là các anh chị lớp 5 mà các em lớp nhỏ hơn hoặc thậm chí là các anh chị lớn hơn cũng vẫn bị mắc. Đó là cái lỗi sai về văn phong, về cách trình bày và chính tả. Thì bao giờ cái câu một câu của chúng ta thì thấy xuất hiện rằng là cái từ đầu câu phải viết hoa, tên riêng phải viết hoa, tên địa danh địa điểm viết hoa, hết câu thì có dấu chấm, hoặc là hết ý thì có dấu phẩy đó, hoặc là những cái cách viết một số những cái từ cơ bản của chúng ta ấy, thì đặc biệt là các bạn con trai thì các bạn cần phải lưu ý hơn rất là nhiều cho cô Hà nhé. Phần này sẽ là phần mà các con sẽ ăn điểm trình bày đấy. Và thứ hai là cách trình bày, ví dụ như là mình hết câu hết đoạn thì mình phải xuống dòng, mình thụt đầu dòng thì cái bài văn của mình nó sẽ gọn gàng, nó sạch sẽ, đẹp, đúng không? Viết từ thì phải những cái chữ nào mà nó lên một từ thì chúng mình viết gần với nhau, và hết rồi thì mình phải cách ra. Đây cũng là một cái lưu ý rất là lớn đối với các con để cho cái bài viết của mình nó sạch đẹp. Thứ hai là cô Hà đi sâu vào một số các dạng lỗi sai mà các con gặp về chữ ngữ pháp. Ví dụ như thứ nhất thì của động từ và sự hòa hợp của thì trong câu. Ok, the verb. Thế thì chúng ta nói rằng là ví dụ như ở một cái câu rất đơn giản, cô Hà lấy ví dụ, bởi vì cái phần này nó sẽ rất là confused đối với các con nếu như cô Hà nói nhiều quá. Cô Hà sẽ lấy ví dụ để các con hiểu này. Ví dụ thì của động từ và sự hợp của động từ. Bây giờ cô Hà có một câu là my father like watching television. Đó,
Câu thứ nhất là my father likes watching television and he usually watch television in the evening. Thì ở câu này các con thấy rằng là nó là hai câu đơn và cái chủ ngữ của chúng ta thì đều là một chủ ngữ, đó là he, tức là ông ấy. Thì ở trên chúng ta đã chia động từ thì hiện tại đơn rồi, động từ có s. Mà ở câu dưới này rất là nhiều bạn bỏ luôn cái s này đi. Như vậy chúng mình sai rồi đúng không nào? Chúng ta đang nói về thói quen thì ngôi chủ ngữ của chúng ta cùng một ngôi mà chia động từ ở cùng một thì chúng ta cần phải chia cả hai động từ. Đúng không nào? Đây là chính là sự hòa hợp của chủ ngữ và động từ. Ví dụ ngôi thứ ba thì luôn luôn là phải có s hoặc là es. Thì phần này các con vẫn còn rất là nhiều lỗi sai. Chúng mình cần phải nắm được nguyên tắc khi nào thêm s, khi nào thêm es. Mà đặc biệt lưu ý với ngôi thứ ba là một cái ngôi chủ ngữ mà rất là phức tạp ở trong tiếng Anh, trong cái ngữ pháp tiếng Anh. Thứ hai là mạo từ. Mạo từ chúng ta thấy rằng a, an và the. Chúng mình đang dùng nhầm lẫn rất là nhiều. Ví dụ bây giờ mình nói về một cái thứ gì đó mà nó mang tính chất là chung chung, không có rõ ràng gì cả. Thì bây giờ mình cũng phải có cái gì? Mình phải có tờ. Đó. Ví dụ như là bây giờ tôi đi đến một cái địa điểm kia và tôi chỉ nói rằng đó là một cái tòa nhà thôi. Không biết tên nó là tòa nhà gì thì chúng tôi phải nó có cái từ the building. Đúng không? Hoặc là bây giờ tôi bảo tôi đang xem một cái gì đây? Tôi đang xem một bộ phim chẳng hạn. Thì tôi không thể nói rằng I'm watching movie mà I'm watching a movie. Đúng không? Còn nếu như đã có tên rồi thì xác định nó luôn. Đúng không? Thì không cần cái nữa. Vậy an và the cũng là cái điều mà chúng ta vẫn cần phải lưu ý. Nếu như mà chúng ta đã thấy xuất hiện danh từ được nhắc đến ở câu thứ nhất thì bắt đầu từ câu thứ hai chúng ta có thể thay thế nó bằng the. Ok, là xác định. Rồi, đến collocation thì đây là một cái dạng mình có thể dùng bằng từ tiếng Việt, đó là tiếng lóng. Tiếng lóng là một số những cái cụm từ mà nó theo một cái cách sắp xếp, một cái quy tắc riêng trong tiếng Anh. Vậy thì nó sẽ có một cái quy tắc riêng mà. Chính vì vậy chúng ta bắt buộc phải nhớ và tự đặt câu, tự làm được bài với nó để nhớ nó xem nó như thế nào. Chứ chúng ta không thể suy luận theo cách của chúng ta hoặc theo cái nguyên tắc chung được. Đó. Thì cái phần này là phần mà các con cần phải học nhiều và làm nhiều bài tập mới vỡ ra được. Có hai cái phần nội dung nữa mà chúng mình hay sai, đó là cấu trúc song song và danh từ ghép. Cấu trúc song song nghĩa là gì? Nghĩa là gì? Ví dụ bây giờ cô Hà nói rằng là đây có một cái ví dụ rất là đơn giản nhá. Cô Hà lấy luôn ở trên này. My father thì lúc này cô Hà coi là cái tình huống thứ hai rồi. He like watching television. Rồi, yếu tố đầu tiên là he likes watching television. Tiếp theo sẽ là playing football. Rất là chăm thể dục thể thao. And và thứ ba sẽ là đôi khi sẽ là gì nhỉ? Playing football hoặc là listen ý. Rồi. Listen to music. Cũng khá là hay đấy, đặc điểm của bác rất là hay đấy. Thì một ở chỗ này chúng ta phải có s. Rồi, một vài bạn sẽ nhầm ở chỗ này. Chúng ta xác định rằng chủ ngữ của chúng ta ở trong câu này là chủ ngữ chung, đó là he. Và chúng ta đã có cái động từ là động từ likes. Nó chia rồi đúng không nào? Vậy ông ấy thích. Vậy sau cái phần ông ấy thích sẽ là cái gì? Thích thứ nhất, đây là thích thứ nhất này. Đây là thích thứ hai này. Thế còn cái đoạn này thì là sao? Nó sẽ tương đương với cái động từ likes. Hay là nó ở đây, có một số bạn thì sẽ chia ở đây là s. Thì nghĩ rằng đó là cùng với động từ likes. Nhưng mà không phải. Nó sẽ tương đương với 1, 2 và 3. Như vậy toàn bộ cái cụm này nó sẽ là number 3. Thì lúc này chúng ta không thể đưa vào đây cái S này được. Mà chúng ta phải cho nó là gì? In. Cái dạng in. Bởi vì nó đã có động từ likes đi đằng trước rồi. Likes watching television. Likes playing football. And likes listening to music. Như vậy ba cái vế này nó cùng vai trò với nhau trong câu. Có thể rằng là sẽ có những cái tình huống khác là chúng ta sẽ có hẳn những cái câu đơn và mỗi một câu sẽ bao gồm cả chủ ngữ, sẽ bao gồm cả động từ và sẽ bao gồm cả object. Vậy thì câu đầu nó là gì? Thì trong tình huống đấy các câu tiếp theo nó cũng sẽ phải cùng một thì với nhau và chúng ta sẽ phải chia động từ ở cùng một thì. Thì đấy chính là người ta sẽ gọi là cấu trúc song song. Vậy không giới hạn bằng một cụm từ mà có thể là một câu đơn hoặc nhiều câu đơn nữa thì chúng ta phải quan sát để chúng ta chia cho nó cùng một thì.
Được chưa nào? Đây, cái phần này cũng là phần rất là hóc búa đấy. Cuối cùng nữa là phần danh từ ghép. Danh từ ghép thì cô Hà có thể nói thế nào nhỉ? Danh từ ghép thì chúng ta thấy rằng là một cái ví dụ rất điển hình. Khi mà các con viết một câu ấy, chúng các con nói rằng là một cái ngôi nhà đẹp, đúng không? Ngôi nhà đẹp thì chúng ta sẽ nói rằng là a house nice. À, một ngôi nhà đẹp. Vậy theo đúng cái trật tự từ của tiếng Việt chúng mình thì phải là ngôi nhà trước và đẹp sau. Nhưng thực tế ra nó sẽ phải là đảo lại, phải là a nice house. Đó, a nice house. Đó là cách sắp xếp của từ trong tiếng Anh. Chúng ta sẽ đơn thuần hiểu đó là người ta sắp xếp đảo ngược so với tiếng Việt. Như vậy, cứ khi nào mà chúng ta thấy một cái danh từ ghép là hai cái từ khác biệt có ý nghĩa ghép vào với nhau để tạo thành một cụm thì chúng ta sẽ đảo cái từ thứ hai ở trong tiếng Việt của chúng ta lên đằng trước và cái từ đằng trước ra đằng sau. Ví dụ như là cái túi để đi học hoặc ba lô đi học thì nếu như chúng ta nói rằng là ba lô đi học thì sẽ là bag school, nhưng đây sẽ là a school bag, đúng không nào? Đấy thì đây cũng là cái phần mà khi mà nếu như có những cái từ đơn lẻ là các con sẽ sắp xếp nhầm đấy. Vậy thì sau khi mà cô Hà phân tích cho các con những cái lỗi sai này rồi thì các con cần phải xem xét lại và thấy rằng là mình đang còn gặp lỗi sai ở những phần nào thì mình sẽ nhấn vào nhiều hơn, mình làm nhiều cái phần bài tập liên quan đến cái nội dung đó hơn nhá. Và ngay bây giờ đây thì cô Hà sẽ chia sẻ với các con một số những cái phương pháp để các con có thể làm bài một cách hiệu quả. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ nói đến hai vấn đề, hai khía cạnh. Thứ nhất là khía cạnh về mặt lý thuyết và thứ hai là khía cạnh về mặt thực hành. Vậy thì về lý thuyết thì cô Hà cần các con phải làm được những cái việc sau. Thứ nhất đó là mình phải chắc lý thuyết. Đây là cái điều cơ bản và cái điều quan trọng nhất mà các con cần phải nắm được. Sau 4 đến 5 tháng ở giai đoạn đầu tiên, tức là chính là giai đoạn này, là các con đã đang phải hoàn thành được cái giai đoạn 1 rồi. Chúng ta phải hoàn thành được phần kiến thức lý thuyết cơ bản, đúng không nào? Và sau khi mà chúng ta làm được điều đó thì mỗi một khi làm bài hoặc làm đề hoặc là luyện đề hoặc sau này đi thi cũng vậy, chúng ta cần phải làm sao? Bình tĩnh. Đấy là một cái điều mà rất là quan trọng, bởi vì khi chúng ta bình tĩnh thì các con mới có thể tập trung được và cái nguồn năng lượng của các con dồn hết vào cái phần bài thi thì cái hiệu quả của nó mới cao. Ngoài ra thì chúng ta cần phải phân bổ thời gian hợp lý. Phân bổ như thế nào? Ví dụ như bây giờ các con làm vẫn còn đang ở trong giai đoạn chuyên đề hoặc là đang giai đoạn luyện đề, đúng không? Thì chúng mình cần phải phân ra xem một tuần chúng mình sẽ học như thế nào và với bao nhiêu thời gian thì chúng mình sẽ học theo chuyên đề này, bao nhiêu thời gian thì mình sẽ dành cho việc luyện tập. Đó là cái giai đoạn chúng mình còn đang đi lại đang đang luyện. Thế còn đến lúc mà chúng mình bắt đầu thi hoặc giải đề và thi đến giai đoạn luyện đề thì chúng ta phải phân ra là ví dụ đặt mục tiêu là 2 ngày chúng ta phải hoàn thành được một đề. Vậy trong thời gian 2 ngày đó chúng ta sẽ phải làm vừa làm tiếng Anh vừa làm toán vừa làm tiếng Việt. Vậy phân bổ nó như thế nào và mỗi một đề chúng ta sẽ làm trong bao lâu, sau đó sẽ check như thế nào thì chúng ta cần phải có một cái lộ trình. Thế còn bản thân trong mỗi một thời gian mà chúng ta làm bài hoặc làm đề một đề thôi ấy, thế còn phân bổ là chúng ta xem trước xem đề hôm nay có bao nhiêu câu, có bao nhiêu bài. Vậy bài nào chúng ta nhìn thấy nó có khả năng rất là dễ ăn điểm thì chúng ta làm trước nhá. Những bài nào khó ăn điểm, ví dụ như những cái bài mà liên quan đến phần viết ấy, hoặc là phần reading mà với dạng bài dài, câu hỏi mở thì những phần đó thì có thể khó hơn một chút. Thì chúng ta sẽ dành nhiều thời gian hơn. Vậy chúng ta cứ làm hết những bài dễ trước, sau quay ra làm bài khó. Thì nó tương đương với cái ý tiếp theo này. Tất cả những câu dễ đi từ đầu đến cuối đề, mình cảm thấy câu nào mình chắc chắn mình làm trước. Sau đó thì mình sẽ vòng lượt thứ hai là mình xem những câu nó khó hơn một chút. Và còn những câu khó nhất thì chúng ta để những vòng cuối cùng, đúng chưa? Mà chắc chắn rồi, khi mà sau khi các con làm xong thì các con phải kiểm tra lại là điều chắc chắn. Và cô Hà có một cái lưu ý đó là dùng giấy nháp. Nhiều bạn rất là chủ quan và các con nghĩ rằng là con làm một phát con viết luôn vào cái phiếu, viết luôn vào cái đề, thì đó là một cái điều mà tất cả các thầy cô không khuyến khích các con. Chỉ khi nào con chắc chắn 100% là cái yếu tố này là con đã biết rồi, con đã nắm chắc rồi, con làm đi làm lại rồi thì con viết luôn vào đó được. Đặc biệt là phần viết câu, viết đoạn, nếu như không có giấy nháp các con sẽ trình bày vào một cái bài văn hoặc một cái câu rất là đôi khi gọi là cẩu thả đó. Ok, thì ví dụ một cái câu này mình đang định viết nó khoảng tầm 10 từ nhưng mà mình không căn được là bao nhiêu từ đầu tiên mình để bao nhiêu từ, mà mình viết những cái chỗ đầu tiên chữ rất là to, cuối cùng đến đoạn cuối dòng mình không còn chỗ để mình viết nữa thì mình lại phải xuống hoặc là mình viết bé vào thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn. Hoặc là về viết đoạn cũng thế, mình không dùng giấy nháp, mình gạch đầu dòng ý này ý này ý này, mở bài thế nào kết bài thế nào, rồi đến lúc mình cứ tự mình viết từ trên xuống dưới thì cái ý của mình trình bày nó rất là lộn xộn, nó không có tốt. Như vậy đây là những cái yếu tố cơ bản mà cô Hà muốn muốn các con chuẩn bị được để các con có thể sẵn sàng làm được một cái đề, luyện được một cái đề và sau này sẽ là đi thi
đạt một kết quả cao nhất. Thế thì với ba cái dạng bài tập chúng ta đưa ra, với ba phần kiến thức cơ bản, đó là bài tập về từ vựng, bài tập về phát âm, trọng âm và bài tập về ngữ pháp, thì đối với những bạn dạng bài tập này, điều bắt buộc với các con đó là gì? Các con phải nắm được trong mỗi một topic chúng mình học về chủ đề nào thì từ vựng ở chủ đề đó chúng mình phải nhớ được cách viết này. Cách viết là một, cách phát âm là hai, trọng âm là ba, từ loại là bốn. Đó. Còn cái nghĩa thì chúng ta đương nhiên là chúng ta dùng trong câu chúng ta sẽ hiểu được, tự đặt được ví dụ là chúng ta sẽ hiểu được rồi. Vậy thì đấy là bốn yếu tố cơ bản khi chúng ta học từ vựng để chúng ta làm những cái từ bài tập liên quan đến từ vựng một cách chuẩn xác nhất. Thứ hai là phần bài tập về phát âm và trọng âm. Thì ở đây chúng ta thấy rằng âm S, IS, âm ED nó có những nguyên tắc cơ bản rồi, nó ấn định như vậy, các con chỉ cần việc học thuộc thôi và áp nó vào các cái công thức, đúng không? Thế còn trọng âm thì chúng ta đã có những cái bài về trọng âm với những cái âm tiết từ hai âm tiết hoặc ba âm tiết như thế nào. Cô Hà cũng đã có những cái bài giúp các con tìm hiểu về nội dung đó rồi. Thì các con cần học ghi nhớ là các con sẽ làm được. Và nhớ rằng khi mà chúng ta làm cái câu nào chúng ta chưa chắc chắn ấy, thì chúng ta phải để đến cái vòng thứ hai chúng ta suy nghĩ lại. Thì đôi khi lúc đó mình nhìn lại rồi mình đã giải quyết xong câu dễ rồi, mình lại nghĩ ra một cái câu này, đúng không? Và cuối cùng là với bài tập ngữ pháp, điều này chắc chắn rồi, các con phải nắm được thật là chắc kiến thức ngữ pháp cho cô. Các thì các kiến thức về grammar point đó, chúng mình nắm được rồi, công thức cấu trúc, cách sử dụng thì chúng mình sẽ làm được cái bài này rất là tốt. Vậy làm bài này thì sẽ có những dấu hiệu của từng từng thì của từng bài nhỏ một. Đó thì chúng ta sẽ phải phải nghiên cứu. Và một cái điều mà cô Hà muốn các con phải phải lưu ý hơn đó là chúng mình phải dành thật là nhiều thời gian để mình luyện. Sau khi mà đã học xong cơ bản rồi mình luyện mà mình cảm thấy những chỗ nào mình hỏng mình phải lấp luôn. Mình xem được xem là kiến thức nào là kiến thức mà chúng mình đang còn thiếu thì chúng mình phải xem lại ngay và viết ngay để nhớ. Và ngày hôm nay thì cô Hà cũng giới thiệu với các bạn một cái tuyệt phẩm của các thầy cô hệ thống giáo dục Học Mãi phối hợp với nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Các thầy cô đã nghiên cứu và đưa ra một cái bộ ba, đó là chinh phục đề thi vào lớp 6, môn toán, môn tiếng Việt và môn tiếng Anh. Vậy với môn tiếng Anh ngày hôm nay thì các con thấy rằng ở đây sẽ có 30 đề và 30 đề này sẽ được đã được biên soạn dựa trên cấu trúc của các đề thi vào 6 chất lượng cao của một số trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Điều đặc biệt ở đây là gì? Điều đặc biệt là các con thấy rằng với phần đầu tiên của đề với phần đầu tiên của cuốn này thì chúng ta sẽ có là list các đề, đúng không? Vậy phần đầu tiên là các con cứ mở ra các con làm thôi, đúng không? Các con cứ mở ra các con làm, cứ mở ra các con luyện thôi, làm xong. Và thứ hai là chúng ta sẽ có một cái phần hướng dẫn giải. Đó. Ở cái phần hướng dẫn giải này nó có một cái điều khác biệt, đó là gì? Nó sẽ không đơn thuần giống như là một quyển sách đưa ra cho các con là câu này thì đáp án thế nào mà câu kia sẽ đáp án ra làm sao. Mà ở đây với mỗi một phần hướng dẫn giải thì các thầy cô sẽ biên soạn những cái keys liên quan đến các cái thông tin ở trong cái đề đó. Ví dụ ngày hôm nay con gặp đề A này hoặc là đề 1, con gặp một cấu trúc mới là to look for hoặc là to look after. Thì đề sau sẽ gặp một cấu trúc khác. Đó, thì các thầy cô sẽ nốt hết ra đây cho các con. Thì việc mà các con luyện xong một đề thì các con sẽ có thêm được một khối lượng từ vựng kha khá, cũng cộng với cả một số những cấu trúc. Đó, và ở đây sẽ có những phần giải thích vì sao mà đáp án như vậy. Đó, thì đây là cô Hà đánh giá rất là cao về cái quá trình làm đề của các thầy cô ở hệ thống giáo dục Học Mãi. Và chắc chắn rồi, đây sẽ là một cái tác phẩm, một cái tuyệt phẩm đối với các con, thật sự là rất là hữu hiệu, rất là hữu ích và các con không thể thiếu được trong cái giai đoạn luyện đề ở cái giai đoạn thứ ba. Và nếu như các con cứ nhuần nhuyễn được 30 đề này thì chắc chắn rằng là cái kết quả của các con sẽ đạt rất là cao. Và cô Hà hy vọng rằng sau cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì đã cung cấp cho các con một số những cái thông tin rất là hữu ích mà chúng mình còn đang lăn tăn ở trong giai đoạn này. Và cô Hà hy vọng rằng các con sẽ xây dựng được một lộ trình học thật là hiệu quả này nhá, học hết sức tập trung và mình sẽ cố gắng hết sức của mình để mình có một kết quả tốt nhất để hè năm nay mình có một chuyến du lịch thật là tuyệt vời với gia đình. Và cô Hà hy vọng rằng là đến cuối năm thì các con sẽ báo cáo những cái điểm tốt về cho các thầy cô ở trên hệ thống giáo dục Học Mãi được biết. Và cô chúc các con sẽ có một lộ trình ôn tập thật là hiệu quả, có một kết quả rất là cao trong các kỳ thi và sẽ hẹn lại gặp lại các con trong những cái video sau về những cái nội dung mà chúng ta sẽ cần phải trao đổi tiếp.